Alo chuyện, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 5, phần 2 của bộ truyện Ito sóng gió cầu trường. Tam anh xuất kích. Hiệp 1 kết thúc. Hai đội nghỉ giải lao. Nhờ mình mà đội nhà dẫn trước 3-1. Sự trở lại quả là ấn tượng. Nhờ vết té đã lành đó. Bình, úi da. Thầy thấy màn trình diễn của tụi em thế nào ạ? Hiệp sau chúng em sẽ tiếp tục nã pháo. Mới nói cái gì vậy? Tam anh xuất kích. Nói lại xem nào. Hiệp 2 là lượt của bọn này nghe chưa? Quên nhỉ. Phải để đàn em tích lũy kinh nghiệm chứ. Thôi được, trận này cũng chẳng quan trọng lắm. Hội này nhường chỗ cho mấy cậu đấy. Được lắm. Ơn này của đàn anh, bọn em sẽ trả oán của lộn trả nghĩa sau. Cố lên nhé. Hai tiếng to xác. Rồi đây, sao sẽ đổi ngôi? Bọn ta sẽ giành vị trí chính thức cho xem. Đúng, cho mấy người thành dự bị ngàn năm luôn. Sử dụng hai gã đó hả? Thấy thế thì toi hàng phòng ngự mất. Đã thay ra tới 4 cầu thủ chủ lực rồi còn thay lốt hàng phòng ngự, kiểu gì nữa. Chỉ còn cách ghi bàn để nới rộng khoảng cách thôi. Hình như mây hồ sắp cho mấy tiền đạo tân binh ra sân. Là tân binh à? Thế thì ngon cho đội mình rồi. Đừng tưởng bở, họ đều được mây hồ mời về đó. Thời cấp 2 còn tham gia giải toàn quốc nữa. Giải toàn quốc cơ à? Vậy mà phải ngồi dự bị sao? Takasu à? Vào hiệp 2 em định thế nào? Thành viên thì vẫn như cũ, nhưng vị trí thì phải đổi thế thôi. Ủa? Phải đổi vị trí ư? Ngay giữa trận thế này. Thôi nào, đừng thắc mắc nữa. Cứ theo chỉ đạo của cậu ấy đi. Hết đồ uống rồi hả các cậu? Hiệp 2 bắt đầu. What? Đội Nishi Torarawa giao bóng trước. Lên nào cao kêu. Tụi mình cùng lập hat-trick nhé. Sẵn sàng thôi. Vậy là ghi 6 bàn trong 40 phút à? Tức là cứ 6 phút phải ghi được 1 bàn à? Nói nhiều quá. Mất 1 phút rồi đấy. Hai tên này lộn xộn quá. Ủa, giao bóng mà cứ như truyền về sau là sao nhỉ? Càng tốt chứ sao. Tranh thủ bóng đang gần gôn họ, ta cướp luôn. Tiến lên các cậu. Xông vào cướp bóng đi. Ok. Cả tuyến giữa cũng dâng lên. Đội hình phòng ngự loạn mất rồi. Mấy gã ngố rừng đó là bẫy đấy. Mau về lấp lại trung lộ đi chứ. Sống lên, gia tăng áp lực đi nào. Bo tay. Quái quỷ gì thế này? Tiền vệ, trung vệ đều lên hết cả, để lại có hai hậu vệ thôi sao? Cha mẹ ơi, không còn can đảm để xem tiếp nữa. Lùi nữa đi. Lùi bóng sâu vào. Sắp đến vạch cầu môn rồi đấy. Tiến lên, giành bóng lại đi bạn luôn. Chuyện nhỏ, tớ mà đã ra tay thì cố lên, luôn tịt ơi. Giờ này mà vẫn hí hưởng được sao? Quả là khùng hết thuốc chữa. Láo, mi dám. Phèo, là đường truyền vượt tuyến à? Biết ngay mà, ý đồ lộ liễu quá. Vậy mà vẫn có kẻ bị sọ mũi. Nhưng phải công nhận là
Gã số 10 chuyền bóng đẹp thật đấy. Cự ly xa như thế mà vẫn rất chuẩn xác. Masuda lên cản hắn lại. Vèo, ủa? Đến khổ. Lao ra mau, Maruyama. Có ngay. Bộp, quái. Bình. Hurra, bàn thứ hai rồi. Chỉ còn một bàn nữa là hòa. Tuyệt quá, cứ như đang nằm mộng vậy. Ác mộng đời tôi. Bà tên mắc dịch kia. Lại đây, ta cùng hội ý chút coi. Bộp, bộp, bộp. Các cậu điên à? Đợi thế giữ bóng của người ta mà cả ba vị cứ nhảy sổ đến, gây áp lực. Tuyến đầu chỉ một người là đủ, nhất là Leru. Cậu thay cho Cano chỉ huy tuyến giữa cơ mà. Đồ kinh công dã man. Tại cậu không cầm cự được để bọn tớ về tiếp ứng chứ bộ. Đúng, đúng. Còn cãi chây cãi cối hả? Mỗi mình tớ sao giữ nổi không thành? Cứu tớ với. Giờ lại chơi rượt bắt à? Tuy là đấu giao hữu thôi, nhưng nếu để thua thì ê mặt quá. Sato, cậu có mang thuốc trợ tim không? Dạ không, chỉ có thuốc an thần thôi ạ. Nhưng phải công nhận là đường truyền vượt tuyến của gã số 10 ấy quá đẹp. Hồi tiểu học, tớ có xem cậu ta đá bóng. Đâu như là giải đấu bậc tiểu học. Cậu ấy được đưa đến bằng chiếc Mercedes trắng phau, làm ai cũng đều chú ý. Đặc biệt khi xem cậu ta đá, không ai nghĩ là học sinh cấp 1 cả. Cậu ta là một con của một giám đốc bệnh viện Takesu. Từ nhỏ cậu ấy đã chơi bóng rồi. Khi phóng viên hỏi những đứa trẻ triển vọng cái ước mơ, đa số đều nói muốn làm cầu thủ. Chỉ có mỗi cậu ta nói là muốn làm bác sĩ, nên tớ rất ấn tượng. Đá bóng giỏi thế mà lại muốn thi vào Tô Giai để làm bác sĩ, trong khi mình thì luôn mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chả đời kiểu hắn, khác nào chửi những đứa khoái bóng đá như mình là ngu dốt. Úi đội trưởng, đã vậy trận này càng không thể thua, nếu không tớ còn giá trị gì trên đời này nữa. Bụp, 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 bụp. Hả? Màu nó chí phải. Sao có thể để hạng mọt sách ấy sánh với chúng ta được chứ? Quyết bắn nát khung thành của bọn chúng, cho lũ mọt sách hết đường về quê mẹ luôn. Hơ. Ôi, tình đồng đội cao cả. Điên lên anh em, dìm bọn mọt sách đó trong thất bại đi. Sống lên nào. Là lối óm tỏi ghê. Trận đấu này quả là ác mộng. Nhìn kìa, đội hình của bên họ không như hiệp 1 nữa. Vậy à? Ừ nhỉ. Hai gã số 10 và 12 đều đã lùi xuống, có lẽ để phối hợp công thủ toàn diện. Thì ra ban đầu họ chơi giữ sức, tới bây giờ mới trổ hết khả năng. Nhờ thế mà hiệp 1 ta thỏa sức tung hành. Quả là trời thương ta. Đồ khùng. Khóa chân tên tóc đỏ lại. Hiếu, Lê Du, đừng liều lĩnh, chuyền bóng về sau đi. Vơ vẩn, không táo bạo làm sao ghi bàn được chứ. Định đột phá à? Dù học mây hô thì cũng chỉ là tân binh, đừng mơ qua nổi. Kịch. Định truyền à? Đừng ảo tưởng. Vèo. Ôi, xin lỗi. Ọc. Hai vị phối hợp ăn ý ghê nhỉ. Hích, cảm ơn. Đẹp lắm tóc đỏ, còn lại để tớ lo. Tưởng dễ vậy sao? Bộp. Úi da. Ito, tớ ở đây nè. Biết rồi, nhưng truyền được đâu có dễ. Giờ cho tớ xin chạy bóng nhé. Úi,
Trời ạ, xôi học bổng không rồi. Ngon rồi. Không được đâu sói ơi. Úi, xoạt vèo. Bụt. Hỏng, hắn chuyên được rồi. Của cậu đó, Han Yu. Vèo. Không thể tin nổi. Han Yu, bắn nát khung thành bọn mọt sách ấy đi nào. Bụp. Đương nhiên, công lao bạn hiền, đâu thể uổng phí. Han Yu, đừng chủ quan, gã số 10 đang bám sát cậu đấy. Úi, sao không nói sớm? Mẹ ơi, càng lúc càng gần. Đừng lo, ở hai cánh đã có bọn tớ hỗ trợ rồi. Đại bác Han Yu khai hỏa, ngăn cản là vô nghĩa. Không tin nổi, hắn rút được ở tư thế này sao? Xem ta đây. Umeza, lên đi. Hả? Hích. Cậu ục ịch lại di chuyển chậm, nên khi đối phương sút cứ lao lên dùng thân cản bóng. Bản lĩnh thì cứ việc cản cú sút của ta. Còn chân chưa gì nữa, lao lên mau đi. Hiểu, hiểu rồi. Vô ích thôi. Đỡ nè, thủ môn béo ú. Bụp. Hu hu. Đỡ quả này chắc nát đời em. Trời đất. Ặc. Vèo. Bụp. Kinh hoàng. Một tạ 7 ký như Umeza vậy mà bay vèo như cái lá vàng trước gió. Cậu ta định chọn cú sút của Han Yu rồi. Tội nghiệp chàng thủ môn. Dầm. Tuyệt vời. Thủ môn mà nhẹ ký hơn chắc đã bay tận Iraq. Kiểm soát bóng mau, đừng để phí cơ hội. Phá bóng mau, đừng để Umeza hy sinh vô nghĩa. Sút bối dứt điểm đi cao kêu. Nhưng bóng đâu mà sút? Trên trời, dưới đất, trong sân hay ngoài đường? Hoàn toàn biệt tích. Không biết trái bóng ở đâu. Đâu mất tiêu rồi á? Hơ. Sao tất cả đứng như trời trồng thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Để tớ lên thử xem. Ừ. Ổn không Umeza? Có cần hô hấp nhân tạo không? Ủa? Số 1 trên nào? Sao lại cụt lủn thế kia? Bụp bụp. Phụt. À. Ôi má ơi. Cái gì? Bóng đâu ra thế? Lo lún vô bụng của Umeza kìa. Bóng vô bụng. Ớn quá. Ớn cái gì? Lo mà phá bóng đi. Còn chân chư gì nữa? Phá bóng đi. Cú bộ toa. Đừng hòng. Bóng là của ta. Cú bộ toa. Phía này nè. Ima Izumi. Bụp. Ôi trời. Nguy hiểm. Là số 12. Quay về mau. Chết rồi. Hàng phòng thủ của mình mỏng quá. Vụt. Mau. Mau đâu rồi? Có gì hot thế? Hơ. Trời. Hậu vệ mà lên đây la liếm chi vậy cha? Hỏng rồi. Cậu ta một mình một bóng. Quay về. Quay về mau. Rõ ràng là việt vị. Trọng tài đuôi hay sao mà không thổi phạt? Đuôi mù dê. Việt vị đâu ra? Còn cậu, định bật trọng tài hả? Thích xơi thẻ không? Vê lù. Chỉ còn lại Maru Yama giữ khung thành. Lẽ nào bị gỡ hòa ngớ ngẩn như vậy sao? Bên nào? Hơ. Huỳnh huỳnh. Ai theo sau mình nhanh vậy? Định có mặt đôi chất thần tốc của Ito mà sao? Dầm dập. Hay lắm. Cô lên luôn ơi. Hừ. Ghê thật. Thoát cái đã đuổi kịp Ima Izumi.
Đúng vậy. Và khi ta đã ở đây, mi sẽ được nếm mùi cái liềm gạt số 2 của Mây Hô. Úi mẹ ơi, đúng rồi, sai chiêu của San ra đi, gạt bóng đi bạn Hiên. Bình quá. Oai. Ác dầm. Bẹp ruột mất. Phí cả công chạy. Thủ môn còn ngốc hơn cả Ito ấy chứ. Khỏe quá. Cảm ơn. Bụp. Gỡ hòa rồi anh em ơi. Go go go. Chúng ta đã gỡ hòa với Mây Hồ danh tiếng. Cú thật. Ê cả mặt chứ còn gì nữa. Cho thổi bóng. Nước này vui ghê. Tuyệt quá. Ima Izumi. Chúng ta đã gỡ hòa rồi. Hòa với đội Mây Hồ hạng 4 toàn tỉnh. Go go go. Ale ale ale. Tớ đang tỉnh hay mơ vậy? Công lao hiệp 1. Thế là đổ xuống sông. Vũ khí bí mật của Hanju. Lính mới làm ăn tệ quá. Phí cả công bọn này. Các chú có biết đá bóng vậy không? Cái tên Đại Vô Phúc dám chê giễu bọn ta à? Cầm miệng đi. Khóc nhiều quá đó. Mất 2 bàn là cái đinh gì? Bọn này sẽ ghi lại 5 bàn, thậm chí là 10 bàn đấy chứ. Thật vậy sao? Cứ mơ đi các tình yêu. Không ai đánh thuế giấc mơ đâu. Các người dám. Ấy ra, 10 bàn thì hơi quá. Không quá quắt gì hết. Nhiệm vụ của cậu là phải ghi đủ 10 bàn cho tôi. Cái gì? Cậu đùa đấy à? Không phải xoắn. Với đội bóng tép mong này thì 10 bàn đâu phải là vấn đề to tát. Ôi. Nói ai tép mong? Bọn ta tuy chưa phải đội mạnh, nhưng chỉ là tân binh mà dám ngông cuồng thế. Chết rồi. Hình như tớ hơi quá trớn. Đó là mạt sát, chứ quá trớn cái gì. Thắc mắc gì chứ. Tép mong thì mãi mãi chỉ là tép mong. Là con người, ai để hạ mình so sánh với chúng. Giờ mấy bọn ta cũng là người. Còn các ngươi có vấn đề, vẫn chỉ là tép mũi. Đúng đúng. Trời ạ, à, lửa cháy lại đổ thêm dầu. Xem đội bạn nổi điên rồi kìa. Vui ghê. Còn 20 phút nữa là hết trận. Màu trong bàn kế hoạch tác chiến thôi. Ok. Nói thử coi nào. Trước hết, Hanju không được sút nữa. Hả? Làm gì có chiến thuật nào cấm tiền đạo sút? Với cậu thì phải vậy. Sút thiếu chính xác quá. Tớ cải thiện gấp đôi rồi còn gì. Đúng là từ lúc có cú sút 10 vào 1 đã thành sút 5 vào 1. Nhưng cậu nghĩ sẽ có thể cơ hội sút 50 lần à? Cho nên cậu sẽ là mồi nhử để tớ hoặc Ito ghi bàn. Vậy cho tớ đánh đầu nhé. Đánh đầu? Lạ nhá. Chưa bao giờ nghe nói cậu ta có khả năng đánh đầu cả. Quyết định vậy nhé. Tớ sẽ tận dụng chiều cao. Mà lao lên đánh đầu dũng mạnh như đại bàng tung cánh luôn. Tin được vụ này không nhỉ? Có khi nào dùng đầu lại chuẩn hơn chân không? Cứ thử xem. Nghe cũng xuôi tai đấy. Sống lên cao kêu. Bắn lát lưỡi lũ tép mong đi. Ok. Tiến lên. Không để chúng ghi bàn. Dù chỉ một bàn cũng không. Quyết tâm. Hội đó là chiến thuật gì thế kia? Đừng lo. Sẽ không thoải mái được như tụi mình đâu. Tên số 10 về cố thủ rồi kia. Cậu tự tin thế. Bụp. Đẹp lắm tóc đỏ. Nào, bọn tép mong. Giỏi thì lại đây. Khóa chân hắn lại. Khóa mồm hắn luôn. Chọc giận đối phương
Cỡ đó thì toi rồi chú em ơi. Không được rồi, hắn ta nhanh quá. Không tin được. Vậy là bài ca với tép mong vẫn tiếp tục. Hàn Du lúc nào cũng được chọn vị trí ngon ăn. Truyền mau đi Ito, cẩn thận tên số 10 đó. Xong ngay. Hả? Tưởng quá dễ vậy sao nhóc con? Xoạt. Ui cha, nguy hiểm. Nhóc lùn gãy cổ mất. Xoạt. Phịch. Gì vậy? Không nên ngông cuồng quá. Bốn mắt ạ. Hey yo. Xoạt. Bình. Bụp. Tuyệt lắm bạn Hiên. Khỉ thật. Truyền đi bạn Hiên. Tớ sẵn sàng rồi nè. Cẩn thận. Gã tóc đỏ sẽ lật cánh vào giữa đấy. Các cậu lập rào chắn khung thành nhanh đi. Tên kêu mắc dịch. Cái mặt tháo hức của cậu làm lỗ hết kế hoạch của ta rồi. Xin lỗi. Lên đi Ito, không trông cậy gì được Han Yu được đâu. Sẵn sàng. Ấy, đừng. Sao nỡ đối xử với tớ như vậy? Chuyên cho tớ đi mà. Kèm chặt tên lùn số 15, đừng để hắn lăng xăng nữa. Yên tâm, có tớ. Tốt rồi, hàng phòng thủ đã bị phân tán. Quả là một lũ chuột nhắt dễ mắc lừa. Vụt. Ơ. Tiêu. Tiêu, hắn chuyền kịp rồi. Bóng của cậu đó Han Yu. Phèo. Cho mọi người xem tuyệt kỹ bí mật đi nào. Có thế chứ. Khi đẳng cấp lên tiếng thì bàn thắng là đây. Nhặt bóng nè. Phèo. Phúc. Yeah, búp. Thôi xong rồi. Hỏng mất. Dầm. Bóng tông trúng cua toa kia. Đội đầu hơi mạnh. Hích. Đánh đầu cũng ngu như sút. Đồ tệ hại. Kiểm soát bóng mau. Đá ra ngoài mau đi. Giữ bóng kia Han Yu. Để tôi sút tiếp. Lạy ông, đừng sút thì hơn. Nói vậy là sao? Hãy xem tài năng đích thực. Vút. Bụp bụp bụp. Má ơi. Trời ơi. Một cú sút làm ba mạng. Đá bóng hay giết người vậy cha. Đứng đó mà nói à. Chạy mau kẻo chết. Kinh hoàng quá. Y như bãi chiến trường. Cú cược kiểu này thì sao ghi bàn được. Còn có 5 phút khéo hòa mất. Chưa chắc đâu. Nhìn gã số 12 kìa. Hắn đang chờ bóng để phản công nhanh đấy. Không khéo lại bị lỗi ngược dòng chứ chẳng chơi. Bụp. Úi. Hô hô. Bóng đã về ta. Hỏng. Tên lùn có bóng rồi. Tốt lắm Ito. Tùy nghi hành động. Ghi bàn thứ tư mau. Phúc. Xoạt. Úi trời. Bụp. Tức chết mất. Lại bị tên Takasu cướp bóng à. Và với pha bóng này, đội Mây Hồ sẽ nếm trải mùi vị thất bại. Đừng hòng. Đã hỏi qua ta chưa? Bụp. Phèo. Hỏng rồi. La truyền cho Ima Izumi. Chặn lại. Chặn lại mau. Bụp. Nhận bóng từ sau lưng. Ý như phim. Hắn ta dẫn bóng xuống kìa. Ác mộng kinh hoàng. Phen này thì chết sặc cách cho coi. Ai đó làm gì đi chứ. Vụt. Tưởng ngon ăn thế sao cậu nhóc. Tạ ơn chúa là mau. Cậu ta bắt bài được gã đó rồi. Đội trưởng nhà mình cũng có lúc dùng tới cái đầu đấy chứ. Lũ khốn. Vụt. Ấy chà. Phèo. Vụt vụt. Tức thật. Không hổ danh thủ lĩnh hàng phòng ngự. Thoáng cái đã chắn hết khung thành.
khóa kín mọi góc sút. Giáp là cả vậy. Vụt vụt. Vèo. Tầm thường. Bụp. Oai. Phịch. Phản công nào anh em? Ok men. Neju. Bạn luôn. Lật cánh qua đây nào. Cho tôi thêm một cơ hội đi. Sao hả tóc đỏ? Không có thời gian đâu. Đừng dại mà tin hắn. Thà cậu dứt điểm luôn còn hơn. Được, tớ sẽ thử. Coi chừng, gã lùn sút đấy. Hơ. Hãy xem đây. Tụp. Xoạt. Tụp. Chết tiệt. Lại là con kỳ đà này. Không sao, bóng vẫn trong trong sân mà. Rốt cuộc lại về với tớ chỗ tài rồi. Hô hô. Không được, đây là cơ hội cuối cùng. Chuyền về cho bọn tớ mau. Cái gì? Mất lòng tin vào cú sút của tớ thế sao? Có tin tưởng hồi nào đâu mà mất. Chuyền về mau đi. Trời ơi, bắt mình phải chuyền về. Đúng lúc, mỡ để miệng mèo thế này. Thân là tiền đạo mà không được sút là sao? Hỏng. Hàn Du rối trí rồi. Hắn chần chừ kìa. Ra cướp bóng đi. Hậu vệ ra tới nơi rồi kìa. Cao kêu, mau truyền đi. Ya yeah. Hơ. Hắn định sút hay truyền vậy? Wow. Cái gì thế? Vẫn cố đấm ăn xôi hả? Bậy bạ. Điên rồ. Vô kỷ luật. Bình. Hơ. Cú sút tuyệt đẹp vào thẳng góc dưới cầu môn. Cậu ta đá bằng má trong. Má trong? Người ta chỉ dùng để tạt bóng thôi mà. Chỉ dùng má chân mà có thể mạnh đến vậy sao? Ha, uy lực thì không bằng mọi khi, nhưng lại chính xác hơn hẳn. Hay thật. Giỏi lắm Cao kêu. Tuyệt chiêu mới này thật đáng nể đó. Ủa, cái đó là tuyệt chiêu hả? Trận đấu kết thúc. Rốt cuộc cũng thắng. Tỷ số xít sao nhỉ? Này, nam tụi lại ngồi ngoài cứ thót cả tim. Sao? Ai đó khoác lác là ghi 10 bàn nhỉ? Nhưng thôi, một bàn cũng khá rồi. Lính mới mà. Sao có thể sao sánh với cả bọn này được. Giờ mới thấy mệt lử. Ima Izumi, cứ để cậu ấy yên. Từ giờ phải tập trung cho Ima Izumi hơn nữa. 3 năm của tớ chỉ đủ tạo nên một nền tảng. 2 năm nữa đội ta mới thành đội mạnh được. Trận này chúng ta phải tự kiểm điểm nhiều. Tuy nhiên, có một thu hoạch ngoài dự kiến. Đó là Hàn Du dứt điểm bằng má chân rất tốt. Vậy nên tốt nhất là em chỉ nên sút bằng cách đó thôi. Thầy bảo sao ạ? Chỉ sút bằng má chân? Nhưng lúc đó em cuông quá đã bướm. Trời ơi! Nè, Mao. Cảm ơn các cậu nhiều. Hiếm khi bọn tớ được đấu một trận thú vị đến thế. Có gì đâu, các cậu cũng chơi xuất sắc mà. Chưa đủ đâu. Nhìn qua cũng biết năm nay lại bị loại sớm. Các cậu cố thay phần bọn tớ nhé. Cảm ơn đã động viên. Anh em mấy hộ cùng chạy về nhà thôi nào. Chạy về nhà. Đang thở không ra hơi lên này. Bóng vào lưới chưa? Vào cái búa. Toàn đội tập trung. Tới liền. Tuần sau về vòng loại giải Kanto sẽ bắt đầu. Đội ta được xếp vào bảng D và sẽ đấu trận với Sakai. Sakai, đội đó mạnh không? Cũng tầm tầm. Chúng ta chỉ cần phát huy hết thực lực là sẽ giành chiến thắng thôi. Được rồi,
buổi tập hôm nay kết thúc. Yes sir. Thế là toi buổi sáng chủ nhật. Yashiro, chúng ta tiếp tục phối hợp nhé. Ừ, về sớm làm gì? Khè, khát cháy cả cổ. Tori, dạo này chăm chỉ ghê. Sợ mất ghế chính thức ấy mà. Còn bộ ba kia thì sao nhỉ? Lâu lắm rồi, không đi lượn. Ờ, lát đi lượn. Kiếm cái gì mâm luôn đã. Cậu nghe gì chưa? Hết đỡ nổi. Trận chiến ngoài sân cỏ. Wow, bé này ngon ghê. Ro ro. Tránh chỗ nào. Ui, nguy hiểm quá. Bé ơi. Ê, tránh ra tên kia. Hả? Dùm. Hơ. Cho anh làm ư. Úi không, không làm động gì cả. Cứu tôi với. Đừng chạy bé ơi. Bố khỉ. Chỉ tại tên sơn xác này. Nói ai hả? Ma mới ở đâu đến chưa biết danh ta. Nghe cho rõ đây. Anh mày là Bô Ke ở trường Makura. Gì thế Hiro? Thằng này gây sự à? Ờ, hắn vừa phá đám tớ. Bỏ mẹ rồi. Hắn có đồng bọn. Móm rồi. Ê, thằng kia, bồi thường cho bạn tao mau. Ồ, xe trượt à? Được đấy. Ý ông anh là... là để xe lại rồi bọn anh tha cho. Mù rồi, nhà mình thích trò này lắm. Hàng xịn nhất đấy. Tôi mới nhập về hôm qua mà giờ còn có mỗi một chiếc. Nhìn phê quá. Không được, mình đến đây để bố găng tay mà. Nếu mua nó thì hết tiền mất. Cậu không mua à? Tiếc nhỉ. Hàng R1 này hiếm lắm. Mau lên thôi, nhóm Hiro chắc chờ dài cổ rồi. Ông chủ bán mày quá. Còn một chiếc R1 này. Ông ơi, cho cháu mua. Ông chủ bán cho tôi cái này. Hả? Thế còn găng tay? Tôi đổi ý rồi, không mua găng nữa. Cái đồ có không? Isi? Hu, có nhưng Yamazaki ơi. Gã này là Yamazaki của Makura hả? Bị người ta mua mất rồi. Thì thôi, đừng khóc nữa. Anh ơi, xong chưa? Ra công viên nhanh nào. Hơ. Ủa, sao anh Ishi lại không? Nhiều Yamazaki quá. Giống nhau như đúc luôn. Anh vừa làm gì anh Ishi khóc à? Đâu phải anh. Một ổ Yamazaki. Không ngờ đại bác Yamazaki nổi tiếng khu vực lại là một người anh tốt thế. Nhưng Muroi ta sẽ chặn đứng cú sút của hắn với đôi găng tay mới. Bụp. Xe của cậu đây. Thôi chết, đào đâu ra tiền mua găng tay nữa. Cái xe này ngốn cả rồi. Cả tháng nay cứ quanh quẩn ở nhà thầy chẳng đi đâu. Kiếm cái gì ăn luôn đi. Ơ, hình như các anh đã nói là tha em rồi mà. Cầm mồm. Hử? Ô, kìa đại ca. Hắn có đồng bọn à? Hừ, phiền rồi đây. Hả? Còn bơ lác nữa hả? Đâu có ai ngoài tụi mình. Biệt chết liền. Mời các vị tự nhiên. Dọa ma cán bộ hả con? Úi, đại ca ơi cứu em. Bình. Đại ca nào nhỉ? À,
là cái tên mình gặp ở chỗ chơi game. Nhớ rồi. Đại ca, nhận ra em rồi hả? Đã bảo là đừng gọi ta là đại ca mà. Thì anh cũng đâu cho em biết tên. Đại ca, xin cho tiểu đệ biết quý danh. Chật, quan hệ mấy người lằng nhằng quá. Kệ, xử luôn cả lũ đi. Vừa đủ ba chọi bà. Ê, tớ không liên quan nhé. Hình như Trung định kiếm chuyện. Bè đi, đừng để ta bực mình. Ai chả, vênh váo nhỉ. Nhổ sạch mớ dâu ngô trên đầu hắn đi. Nhào vô kiếm sẹo coi. Bình bốp. Úi mẹ ơi. Trời, đánh hay quá. Tuyệt lắm đại ca. Đại ca cái đầu mi binh. Tên kia định chuôn hả? Cao kêu ngăn hắn lại. Sao lại là tớ? Mà việc gì tớ phải vụt? Ủa, định làm gì vậy? Huỵch huỵch kịch. Chạy đi đâu? Ủa, lên tường à? Có thế mà cũng làm không xong. Đừng nói nặng nhé. Đây đâu phải trên sân. Mấy con rùa làm sao bắt kịp ta? Phúc, mi bảo ai là rùa? Úi trời, còn chạy trên tường cao hơn à? Hạ cánh. Vụt. Ôi xin đừng. Oa dùm. Hơi quá chân đấy. Cần gọi cấp cứu không? Gọi chi? Còn dễ đành đạch đây này. Các đại ca siêu quá. Em là Kogane Zawa Seji ở trường Mukara. Các anh vào chơi cho đội bóng trường em nhé. Không được, Makura là đối thủ của bọn này mà. Trời, đối thủ ạ? Vậy là tên này bị khùng thì phải. Muốn cảm ơn thì cho tớ mượn cái xe. Nhìn trên tivi trông hay phết. Gần đây có chỗ nào chạy được không? Dạ có, là công viên hàng không Uratoko. Công viên hàng không? Nghe hay nhỉ. Ở đó có máy bay không? Dạ có. Hay nhỉ, tưởng chỉ đặt tên vậy thôi chứ. Reng reng. Ủa, sao không ai nhấc máy? Hả? Bị tẩm quất à? Cả một hội cơ. Bọn nào mà gan thế? Cái tên tóc dựng đứng nói hắn là dân trường Makura. Makura? Trường của Yamazaki à? Chật. Tuần sau vào vòng loại mà gặp toàn chuyện vớ vẩn. Đành gác lại sau vậy. Xe đẩy thân yêu. Nhờ mu roi vô ích. Đầu hắn lúc này chỉ chú tâm vào cái xe đó thôi. Gọi mình ra đây để khoe hàng đó mà. Yo, cảm giác thật dấu mốt. Cứ chờ đó đi, lát tôi cho các cậu mượn. Mới đó đã mất hút rồi. Gàng tay thi đấu cũng không mua. Thế thì chúng ta tới Tokozawa làm cái gì chứ? Thôi thì cứ coi như đi hóng gió đi. Ba đứa mình giết thời gian tí vậy. Phèo. La la la. Hơ. Hả? Định đú với ta hả luôn? Dạ. Đừng hong vượt qua ta. Đuổi kịp rồi nhé. Này thì kịp binh. Đó đất sướng không em? Dầm. Tuổi tôm mà đòi đuổi theo mu roi ta. Luyện thêm 10 năm nữa đi nhé. Ố. Trời, chết tôi rồi. Rắc. Ai cứu tôi với? Dầm. À, R1 của ta. Tên luôn mắc dịch. Tất cả là tại mi. Không thể tha thứ được.
tại ta cái búa tự người lao xuống đó cơ mà. Ra mồm hả? Đứng lại. Ai như mua rồi? Ừ nhỉ. Phía trước hình như tên lùn Makura. Đúng lúc quá. Bóng này Hiro. Để tớ chặn hắn lại. Phúc. Chà nỡ mi vụ hồi nãy nè. Lùn. Bụp. Không đuổi được nổi đâu. Đồ ngố rừng ơi. Hơ. Bụp. Ôi. Xoẹt. Đau quá. Thằng mất dậy nào đá bóng ở đây vậy? Hả? Tái ngộ nhanh quá nhỉ. Đồng bọn mi đâu? Đi đâu cả rồi? Hơ là... Hay lắm Hiro. Thì ra bọn mi cùng phe hả? Ngon thì giao vô. Vèo. Úi, coi chừng. Vèo, vèo, vèo. Chỉ là sẽ đẩy thôi. Nhưng vào tay ta là thành vũ khí ngay. Nhị khúc côn loạn đả. Nào, có giỏi thì lại đây. Bụp. Quạc. Độ dài không đúng tiêu chuẩn. Đáng đời thằng cáo. Vô bình. Úi mẹ ơi. Lì này, láo này, bật này, bình. Nhọc lùn biến đâu rồi? Cho tớ chơi với chứ. Bụp bụp. Bọn vừa nãy kìa. Chật, to gan thật. Úi, hắn căn thưa. Tên này ly thật, bình bình. Bóng nè, bạn lùn. Bụp. À, tóc đỏ. Cẩn thận mũi rồi. Vèo. Bạc. Mũi. Vèo. Đồ óc ngắn. Món chính của mi ở đây cơ mà. Vụt binh. Oe. Trời, mũi rồi. Tóc đỏ tiếp đi. Có ngay. Vèo. Oái. Lại nữa kia. Cẩn thận. Xì. Ta đâu có ngán đâu. Trả lại mi nè. Ngon ăn thế cơ à? Bụp. Hơ. Phần của mi ta không thể thiếu đâu. Bụp. Thưởng thức đi. Bọn này chui đâu ra vậy? Sao chơi bóng thành thạo thế? Bụp bụp. Tớ cũng có vui tí nhỉ. Hả? Ui. Xin đừng. Ây da. Vèo. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Má ơi, tên lửa. Khủng khiếp quá. Vèo. Ôi, làm súng mau. Dầm, rắc. Bóng trúng chân máy bay rồi kìa. Trời, máy bay đổ luôn rồi kìa. Dầm. Úi trời. Té gấp, đừng đo mần chi nữa. Chuyện gì vậy? Bộ có động đất hả? Tụi cháu không biết. Gì mà ồn thế nhỉ? Anh ơi, cá viên chiên này. Ờ, anh xin. Yamazaki đảm đang ghê. Chăm cả đàn em. Đúng là họa vô đơn chí. Chúng chơi bóng rất thành thạo. Chắc chắn là tân binh của Makura rồi. Makura, bọn mi dám hạ nhục ta trước đại hội hả? Nhớ đó. Ta sẽ cho các ngươi bị loại sớm. Yamazaki ở Makura, hãy đợi đấy. Hả? Đợi gì? Miếng đó của em mà. Xe của tôi. Trường Mây Hồ. Bảng D. Xe đấu ở Mây Hồ à? Đã dán danh sách ở thi đấu rồi kìa. Các trường khác cũng tập trung ở đó nữa. Ra xem thế nào đi. Tôi vào sân trước đây. Trận đầu tiên đừng vô trễ nhé, Muroi. Nước cờ táo bạo. Lịch thi đấu bảng D. Khó chơi nhỉ. Xếp nhất bảng mới được vào vòng sau. Xem ra chiếc vé đi tiếp sẽ về tay chúng ta hoặc Mê Hô thôi. Có vẻ triển vọng đấy chứ. Đừng vội suy đoán. Bụp. Tụi này sẽ xóa sổ Mây Hồ và cạnh tranh ngôi nhất bảng với các anh đó.
Bỏ cái tay đầy vi trùng đó ra. Sao cơ? Xoạt. Hả? Phụt. Quậy, cái gì vậy? Định phun thuốc độc à? Đừng sợ, chỉ là thuốc sát trùng thôi. Thế cách nào? Rùa ta là giống vi khuẩn hả? Muốn nói chuyện với ta thì đứng xa 3 mét hoặc quay lưng lại. Trong nước bọt có cả triệu vi khuẩn. Quá xa rồi. Đã vậy, ta sẽ cho mi đó mặt đất lúc nhúc vi trùng luôn. Doạch. Muốn choảng nhau hả? Thế thì chờ đã. Lại định lấy ra cái gì nữa đây? Bao tay nhựa làm vệ sinh nhà tắm. Đồ thần kinh. Còn mi là đồ vi khuẩn. Nào, lại đây. Rào. Quậy, cái gì vậy? Chết rồi, có người ở dưới. Tớ đã nói đừng đổ nước qua cửa sổ mà. Hơ, nước lau nhà. Ôi giời ơi, ghê quá. Vi trùng bám đầy mặt tôi rồi. Quác quác. Chết mất. Vòi nước đâu rồi? Gì mà dễ như đỉa phải vôi vậy? Chắc bị nước vào mũi. Hả? Hai tên ấy. Sao chúng lại ở đây nhỉ? Chúng học sinh trường Mây Hô à? Bọn khốn, xuống đi mau. Là lũ ở công viên à? Ngon thì xuống đây. Còn lâu. Bốp bốp. Wow, tên lùn chơi đánh. Hiro, đưa bóng cho tớ. Bóng để khởi động mà. Kệ, cứ đưa đây. Để tớ xăm lên mông hắn cho võ tức. Bùm. Ta nhịn hết nổi rồi. Vèo bụp. Xem đây. Choang. Bớ người ta. Phá hoại. Oh my god. Vỡ kính rồi. Vỡ kính hả? Thằng mất dạy nào làm thế? Mau gô cổ nó lại. Tiêu rồi. Chuôn lẹ. Lần nào gặp chúng cũng xui xẻo. Thành viên đội Saki à? Có vẻ hơi thiếu iốt. Mấy tên đần. Hả? Saki? Không, xong rồi. Mình sẽ gặp họ ở trận đầu đấy. Hả? Trận đầu á? Hơ. Trời ơi, lũ vi khuẩn đang tấn công tôi. Bịch bịch. Gì mà ỏm tỏi vậy? Xoạt. Xoạt xoạt. Bịch. Cậu định tắm lộ thiên à? Yêu cầu lùi xa 3 mét. Chắc là tâm thần trốn chạy. Hơ. Xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Dây vào kẻ điên phiền lắm. Thôi kệ. Vô Phúc, hội Ito đâu rồi? Đã bảo tên em là Tiểu Cát. Vẫn chưa thấy đâu ạ. Cứ nhằm lúc quan trọng thì vắng mặt. Chắc tại họ lười dọn sân lên đến trễ đó. Thôi thì để em thay thế là cũng được. Cậu xếp thứ 24 trong danh sách thi đấu đó. Chờ đi. Thật vậy à? Đa tạ anh. Đội hình tổng cộng có 20 người thôi mà. Nghèo mà ham. Sân bãi đã chuẩn bị xong. Có thể khởi động được rồi. Vâng, mạn phép thầy. Hôm nay đội tôi xin phép không khách sáo nhé. Ấy, xin các anh nhẹ tay cho. Bố khỉ. Mất công ở lại dọn kính vỡ. Thế nào kinh công? Cũng nổi giận cho mà xem. Biết ngay mà. Khởi động rồi kia. Sao lại căng cả lều bạt vậy? Tính mở cửa hàng mực nướng à? Sao đến trễ thế? Tân binh phải lo dọn sân trước chứ. Bọn này con phải trực nhật. Ủa, hôm nay cậu mặc đồng phục thi đấu à? Tất nhiên, Tiểu Cát này sẽ vào sân mà lại. Sao trễ vậy? Tại cái bọn công viên đấy.
ở. Nãy giờ chúng cứ nhìn mình chăm chăm. Có giỏi thì quậy ở đây thử xem, để rồi ôm thẻ đỏ ra sân dự khán nhé. Cứ chờ đấy, rồi sẽ biết tay ta. Còn 5 phút nữa. Saki, tập hợp. Tới ngay. Các em nghe đây, mục tiêu của chúng ta là đặt chân vào giải toàn quốc, cho nên bằng mọi giá phải giành chiến thắng. Mây Hồ được đánh giá là mạnh nhất bảng D, nhưng không có nghĩa là ta hết cơ hội. Họ luôn tự hào về hàng phòng ngự, nhưng hàng công lại rất yếu. Thầy có một chiến thuật kỳ diệu. Thầy quả là lợi hại. Chúng ta sẽ chiến thắng ngon lành. Rồi Saki ung dung đi tiếp. Thầy giải thích cụ thể chiến lược đi ạ. Đó là trong 15 phút. À không, 10 phút đầu. Ta phải tổng tấn công. Hay đấy, vừa ra bóng đã tổng tấn công. Chắc chắn họ sẽ bị động. Sau đó chúng ta chỉ cần cố giữ thủ tỷ số. Thế nào, toàn đội có quyết tâm không? Ghi bàn trong 10 phút rồi tự thủ khung thành. Chúng ta sẽ gây lên cơn sốc lớn ngay trong trận này. Quyết tâm, quyết tâm. Đến giờ chưa, Iragaki? Ô phu xa đó à? Sắp ra bóng rồi. Xoạt xoạt. Lúc nào cậu cũng đủ đồ nghề nhỉ. Cậu có dự đoán gì không? Theo tình hình này thì... À quên. Hơ. Hai cậu đeo khẩu trang vào. Nếu là Saki thì cậu sẽ tấn công thế nào? Tớ hả? À, căn cứ theo dữ liệu về Mây Hô, hàng phòng thủ của họ nổi tiếng chắc chắn, lên muốn đột phá thì chỉ có 15 phút đầu. Cơ hội chỉ có trong 15 phút đầu à? Trận mở màn mà đã căng thẳng thế này, diễn biến hẳn là khó đoán trước lắm. Có điều tấn công kiểu đó khá mạo hiểm, khéo lại gậy ông đập lưng ông. Sau đây sẽ là trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng D giải Kanto. Mời đội trưởng của Mây Hô và Saki lên chọn quyền giao bóng. Mặt hình, mặt số. Mặt số, Saki phát bóng. Phải thế chứ. Giao bóng chứ, đã thắng đâu mà om xom vậy. Được điềm lành thì phải vui chứ. Trông vào may mắn, vậy thì còn đá đấm làm gì. Về vị trí thôi các cậu. Lũ ngốc, cứ chờ đi rồi sẽ thấy. Lại phải chờ hiệp sau à? Lần này đâu phải đá tập. Chật, các đàn anh muốn biểu diễn tài phòng thủ trước đấy mà. Saki ra bóng. Tiến lên, gây áp lực nào, Yashiro. Xông lên. Sao cứ truyền về hoài vậy? Sợ thua, lên cù cưa để chờ thời à? Hả? Sao thủ môn lại lên cao thế này? Xông lên anh em. Úi trời, tổng tấn công nào. Gì kỳ vậy? Mới vào trận đã tổng tấn công sao? Còi vậy mà Saki cũng liều ghê. Thì họ còn cách nào đâu. Có vẻ thú vị đấy. Chặn bóng lại mau. Vèo. Họ truyền bóng một chạm. Chặn bằng niềm tin à? Bụp. Vèo. Đệ quá. Tuyến giữa cũng bị phá rồi. Bực thật. Chả lẽ không chạm được vào bóng dù chỉ một lần sao? Phía trái kia. Ra cướp bóng mau Oishi. Đừng móc tiến sâu hơn. Bụp. Hả? Sỏ lá. Cậy số đông hả? Thế thì đã sao? Thời cơ đã đến rồi. Nào, dứt điểm đi anh em. Bụp. Xông lên. Cái gì? Một mình ta phải chọi với ba mạng sao?
Ây da, thôi hỏng rồi, chết tiệt thật, nguy hiểm. Một trái nhé mày hộ. Vèo. Găng lên Kagaki. Bịt. Hả? Yeah, thành công rồi. Chúng ta đã phá được hàng phòng ngự số 1 khu vực. Chưa gì đã thủng lưới, vậy mà cũng mang danh hàng thủ phòng thủ số 1. Biết chết liền. Tốt lắm. Nhìn mặt huấn luyện viên Watanuki cứ như vừa thắng bạc ấy. Mình bị vố này, đau thật. Khỉ thật, bị dẫn rồi. Ai mà ngờ được họ tấn công kiểu đó. Bọn Saki này gian xảo thật. Nhưng kể chúng cũng biết điều, không dám đột nhập cánh phải tờ chân giữ. Nổ vừa thôi. Để thua thì tiếng tăm danh thủ của cậu cũng tiêu tùng đó. Gì mà căng thẳng thế? Mới đầu trận thôi mà. Tình hình này thì gánh nặng gấp đôi rồi. Rất tốt. Phần còn lại cứ để tớ lo. Ai tên tiền đạo của Mayho tuổi gì mà đã ghi bàn vào lưới của tớ? Bụp. Bọn mình mà vào thì hắn sẽ biết sự lợi hại của hai gã tiền đạo gây rối phải không? Hết tập 5. Mời các bạn đón xem tập 6.